Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2024, Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực cho thực hiện mục tiêu cao nhất là hoàn thành việc đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Ngoài đầu tư hạ tầng, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về kỹ năng sử dụng các nền tảng số cũng như công tác chuyển đổi số cho các cơ quan đơn vị tổ chức trên địa bàn. Tăng cường giám sát quản lý phòng chống sốt xuất huyết, điều tra chỉ số bò gầy, đánh giá nguy cơ bằng giải pháp can thiệp trước tình trạng các ca bệnh gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo sở ban ngành liên quan. Với phương châm hành động năm 2023 là đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và tập trung vào ba đột phá, bốn trọng tâm, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng một dự án luật lưu trữ sửa đổi, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Xây dựng 4 văn bản đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng theo thẩm quyền. Dự kiến kết quả sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021. Đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập đạt khoảng 63%. Về thực hiện chuyển đổi số, đến nay có 100% bộ ngành địa phương đã hoàn thành việc kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đã đồng bộ được gần 2,5 triệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Nội vụ cần ưu tiên toàn diện và tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý ca cấp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của bộ ngành nội vụ nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Thanh tra Chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã sử dụng cụm từ kiểm soát tài sản thu nhập thay cho kê khai tài sản thu nhập hay minh bạch tài sản thu nhập trong các văn bản trước đây. Mục đích của kiểm soát tài sản thu nhập là để biết rõ tài sản thu nhập, biến động tài sản thu nhập, nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm của người kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản. Thực tiễn thi hành biện pháp kiểm soát tài sản thu nhập thời gian qua theo Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130 cho thấy những vướng mắc bất cập chủ yếu tập trung vào thực hiện kê khai và xác minh tài sản thu nhập. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đơn vị chuyên môn của Thanh tra Chính phủ triển khai những nội dung cơ bản về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Phối hợp thực hiện công tác xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Thủy khóa 7 tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, bàn và thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn dự và phát biểu tại kỳ họp. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục có những chuyển biến tích cực,
với 13 trên 13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất được thực hiện 36.728 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 4.500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách được thực hiện cả năm hơn 334 tỷ đồng, đạt 100,33% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,64%. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trên cơ sở những kết quả đạt được tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thị xã tập trung bàn và thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thị xã Hương Thủy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị kỳ họp cần tập trung thảo luận các vấn đề như ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cùng công nghiệp, công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, nhất là công tác phù hợp trong thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại của cử tri. Quý vị và bà con cử tri, kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 là kỳ họp thường lệ cuối năm. Đây là một trong những kỳ họp quan trọng trong năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Một trong những nội dung được bàn thảo nhiều nhất đó là kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu hội đồng xem xét, đánh giá thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024. Trong đó mục tiêu cao nhất là hoàn thành việc đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tỉnh Thừa Thiên Huế xác định năm 2024 là năm bứt phá với nhiệm vụ xuyên suốt là tập trung huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công, hỗ trợ triển khai các dự án ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng đốc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng hiệu quả các dự án trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển, cơ cấu lại nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên. Về dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024, đáng chú ý tốc độ tăng trưởng GDP từ 8,5 đến 9,5%, cơ cấu kinh tế dịch vụ chiếm từ 47 đến 49%, công nghiệp và xây dựng chiếm từ 33 đến 35%, nông nghiệp chiếm từ 10 đến 14% và thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm 8%. GDP bình quân đầu người là 3.000 đô la Mỹ. Phấn đấu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tăng 12% so với thực hiện năm 2023. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vũ nhận mạnh, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2023, cần chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn vừa mắc trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại các khu công nghiệp, khu đô thị, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các dự án. Là năm vừa rồi chúng ta tập trung giải ngân rất là tốt rồi, thì nhờ là cái chỉ đạo của bốn tổ thì nên tiếp tục thì chắc là đồng chí chủ tịch sẽ có cái triển khai chỉ đạo, nhưng mà đầu năm thì đề nghị các cái địa phương có kiểm tra và đăng ký từ đầu năm và phải tập trung là triển khai khi xong thì kế hoạch của các cái tháng mùa hè liền, còn nếu như không mà chúng ta không làm thì để là cuối năm 2024 thì chúng ta để hoàn thành cơ bản các cái hạ tầng đầu tư, thì để khi đó thì cái điều kiện phát triển của chúng ta lên thuộc trung ương thì nó cũng có thể là đảm bảo thêm về mặt hạ tầng. Còn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Trần Đức Minh cho biết, hiện cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất khó khăn. Do vậy, tỉnh cần tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách về tín dụng, đất đai, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư để các doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tập trung tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp mà đang vấp phải để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này. Có thủ tục doanh nghiệp mà làm thì cũng mất vài tháng thì lại là ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là có trong giai đoạn này mà những doanh nghiệp nào mà giảm mở rộng sản xuất kinh doanh thì là chúng ta càng khuyến khích, vì nếu là những doanh nghiệp làm giảm mạo hiểm trong giai đoạn này thì chúng ta cố gắng xin ủy ban cố gắng tạo điều kiện thêm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng năm 2024 nền kinh tế của tỉnh còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nên cả cấp các ngành địa phương phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trong đó, nhiệm vụ xuyên suốt và bứt phá là tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng, lập và đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn của các đô thị. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước, thực hiện tổ công tác đón và tổ chức các đoàn farm trip trong nước và quốc tế là những kết quả nổi bật của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Thừa Thiên Huế trong năm 2023 được đánh giá tại hội nghị tổng kết diễn ra vào chiều nay. Trong năm 2023, Trung tâm tổ chức tham gia các sự kiện hoạt động lớn nhằm xúc tiến quảng bá du lịch thông qua các lễ hội du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Các hội chợ du lịch quốc tế VITM, ITE theo chương trình liên kết năm địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Đồng thời tổ chức hiệu quả các không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm du lịch Huế tại các sự kiện lớn tại Huế. Thực hiện tổ công tác đón tổ chức farm trip trong nước và quốc tế như Ấn Độ, Nhật Bản, farm trip Vietnam Airlines, hội lữ hành G7. Năm 2024, Trung tâm chủ trọng các hoạt động văn hóa du lịch liên quan đến festival bốn mùa, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá, liên kết vùng, địa phương, tập trung xúc tiến vào các thị trường du lịch quốc tế như Đông Bắc Á, Đông Á, ASEAN, châu Úc, triển khai chiến dịch quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế trên kênh truyền hình quốc tế CNN, thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, làm truyền thông xúc tiến cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Nhằm giúp du khách ứng dụng công nghệ để khám phá trải nghiệm những điểm đến du lịch Huế nổi tiếng, sáng nay Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức ra mắt hộ chiếu du lịch Huế, Huế City Passport. Hộ chiếu du lịch được thực hiện hai phiên bản, ấn phẩm giấy và app hộ chiếu du lịch. Với phiên bản app hộ chiếu du lịch Huế, Huế City Passport đem lại tính tiện lợi, bản đồ định vị GPS cùng giao diện đẹp mắt, tính tương tác cao với người dùng sẽ giúp tăng trải nghiệm du lịch của du khách. Với ấn phẩm giấy, phiên bản cẩm nang du lịch bỏ túi, du khách có thể dễ dàng lật mở lựa chọn hành trình trải nghiệm cho riêng mình, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2024. Đây là một trong những giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về du lịch, phù hợp với xu hướng mới, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay sau lễ ra mắt đã diễn ra chương trình tọa đàm, dịch chuyển, xu hướng du lịch review. Tại đây, những nhà làm du lịch, những TikToker, những người trẻ thích du lịch khám phá cùng giao lưu trao đổi về loại hình du lịch review, một xu hướng đang được giới trẻ lựa chọn để khám phá, học hỏi thêm nhiều kiến thức, nền văn hóa, cũng như tận hưởng những giây phút thư giãn cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương được đánh giá đi đầu trong công tác chuyển đổi số, Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện xây dựng mô hình chính quyền điện tử gắn với phát triển đô thị thông minh. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về kỹ năng sử dụng các nền tảng số, cũng như công tác chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Với 2 ngày tập huấn, những cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin của các sở ngành đơn vị địa phương đã được chia sẻ, giới thiệu các nội dung về kiến trúc chuyển đổi số theo đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế, các nền tảng chính quyền số, nền tảng làm việc số, họp không giấy tờ, tiện ích tự động tổng hợp báo cáo quản lý nhà nước, nền tảng báo cáo số, nền tảng bản đồ số. Đây là những kiến thức hữu ích để những người làm công tác chuyển đổi số tại đơn vị địa phương có thể chủ động nắm bắt và vận hành các nền tảng số cũng như bộ khung kiến trúc chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua cái buổi tập huấn này á, thì nó đem lại cho bên chỗ các đơn vị rất là nhiều các cái hữu ích. Nói lại ví dụ thôi, đó là cả cái hệ thống báo cáo số, là nó thống nhất liên thông từ trên xuống dưới tất cả các cấp, rồi cả cái hệ thống về nền tảng hạ tầng là triển khai đồng bộ cho toàn tất cả các sở ban ngành luôn. Và riêng đối với ngành du lịch ấy, thì từ trước đến nay là luôn luôn tuân thủ theo các cái khung kiến trúc chính quyền số này rồi, và đã triển khai trên các cái hệ thống chung của tỉnh, và trong thời gian qua đã đáp ứng được cái nhu cầu trong công tác quản lý và vận hành cho cái hệ thống quản lý nhà nước của sở du lịch. Qua các lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số nhằm giúp cho bản thân được học hỏi, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn
để vận dụng và tham mưu cho lãnh đạo phòng cũng như là Ủy ban thành phố Huế là các cái công việc chuyển đổi số, kỹ năng số, xã hội số và xây dựng được cái kế hoạch cho năm 2024 được hoàn thiện và tập trung vào các cái lĩnh vực mà Sở Thông tin Truyền thông đã định hướng khung chương trình cho các cấp huyện, thị xã, thành phố. Xác định chuyển đổi số trên bao trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, lấy người dân làm trung tâm chuyển đổi số. Những năm qua, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng số, Thừa Thiên Huế cũng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng chuyển đổi số với từng đối tượng và nội dung cụ thể. Trong đó chú trọng công tác tập huấn về chuyển đổi số, đặc biệt đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý và lực lượng hướng dẫn hỗ trợ người dân về chuyển đổi số. Chúng tôi tập trung vào cái việc xây dựng các cái cơ sở pháp lý để làm nền tảng cho cái công tác tổ chức. Bên cạnh đó tập trung nâng cao cái nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức cũng như tuyên truyền cái nhận thức cho cộng đồng người dân và doanh nghiệp trong việc cùng phải có tinh thần tham gia vào công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, không phải là chỉ có trách nhiệm của các lực lượng ứng cứu, các cái lực lượng chuyên ngành về lĩnh vực này mà phải là cái trách nhiệm của cộng đồng, của người dân, của các tổ chức trong cái việc đảm bảo an toàn thông tin mạng. Chuyển đổi số đã và đang trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã triển khai quyết liệt công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số quốc gia trên toàn địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai theo hướng xây dựng và áp dụng các nền tảng dùng chung nhằm giảm gánh nặng trong ngân sách đầu tư, thuận tiện trong công tác điều hành, quản lý cũng như công tác cải cách hành chính. Một số nền tảng cũng đã được nghiên cứu xây dựng đưa vào vận hành như nền tảng HS, nền tảng báo cáo số, nền tảng làm việc số, bản đồ số. Chúng tôi cũng đã hệ thống hóa lại toàn bộ, đánh giá lại cái thực trạng, phân tích lại những cái nguyên nhân khó khăn và đặc biệt là xây dựng từ kiến trúc để từ đó định hướng được các sở, các ngành, các cấp, các địa phương có thể làm gì và đặc biệt là chủ động làm cái gì trong cái công tác chuyển đổi số. Và hy vọng qua đó nó sẽ thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình chuyển đổi số và sớm đạt cái mục tiêu đến 2025 thì chúng ta hoàn thành các cái chỉ tiêu được đề ra. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu khách quan diễn ra trên mọi mặt của đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu mà không một quốc gia nào, tổ chức nào, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình đó. Trong bối cảnh đó, giải pháp chuyển đổi số thành công chính là lấy người dân làm trung tâm và bước đầu tiên cần hướng đến là nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm triển khai của các đơn vị hành chính, đồng thời phát huy vai trò liên kết chuyển đổi số giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp trên chính địa bàn. Phần cuối chương trình là các tin tức khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận cho 114 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2023 và trao giải cuộc thi clip video tuyên truyền về hoạt động công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Qua thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và các tiêu chí bình chọn đảm bảo theo yêu cầu, Liên đoàn Lao động tỉnh đã công nhận 114 tập thể là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Được biết, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được Liên đoàn Lao động tỉnh phát động nhằm tuyên truyền giáo dục đoàn viên người lao động chủ động rèn luyện đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm, chủ trọng về văn hóa và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, các quy định chuẩn mực về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên. Cùng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi video clip tuyên truyền về hoạt động công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Cuộc thi đã thu hút được 124 video clip của các công đoàn tham dự. Các video clip phản ánh một cách toàn diện hoạt động của công đoàn với 3 chức năng, 4 nhiệm vụ, phản ánh các phong trào thi đua của đoàn viên người lao động các ngành nghề, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chương trình mái ấm công đoàn, điều ước đoàn viên và các hoạt động lao động sản xuất kinh doanh tại cơ sở. Ban tổ chức đã trao giải A cho 4 tác phẩm, 6 tác phẩm đạt giải B, 6 tác phẩm đạt giải C và 4 tác phẩm đạt giải khuyến khích. Trần Hoàng, nhà văn hóa tài ba, người nghệ sĩ, chiến sĩ ưu tú là cuốn sách được nhà xuất bản Thuận Hóa phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ biên soạn nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất và tưởng nhớ 95 năm ngày sinh của ông. Lễ ra mắt được nhà xuất bản Thuận Hóa tổ chức trong sáng nay.
ở Hải Lăng, Quảng Trị, nhưng cố nhạc sĩ Trần Hoàng có nhiều năm tháng gắn bó với Huế. Mùa xuân nho nhỏ chính là ca khúc rất hay ông dành tặng Huế, quê hương thứ hai của mình. Ông từng đảm nhận nhiều chức vụ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Cố nhạc sĩ Trần Hoàng có nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn hóa, văn nghệ nước nhà. Ông được các thế hệ người Việt nhớ đến di sản tinh thần quý báu với hàng trăm ca khúc đã sáng tác, trong đó có những tác phẩm xuất sắc đi mãi cùng năm tháng như Sơn Nữ Ca, Lời Người Ra Đi, Đời Anh Về, Lời Ru Trên Nương, Giữa Mặt Tư Khoa Nghe Câu Hò Vị Dặm, Lời Bạc Dằn Trước Lúc Đi Xa, Thăm Bến Nhà Rồng. Nhớ về ông là nhớ về những bài thơ chảy bằng yêu thương, thấm đậm tình non nước, quê hương, gia đình, đồng chí, bạn bè. Là những lá thư vượt tuyến, ông viết từ chiến trường, trong rừng sâu, dưới mưa bom bão đạn quân thù. Những phẩm chất, tài năng và nhiệt huyết cách mạng của người chiến sĩ, người nghệ sĩ, cùng một phần những thành quả, nỗ lực của ông, góp mặt trong cuốn sách Trần Hoàng, nhà văn hóa tài ba, người nghệ sĩ, chiến sĩ, ưu tú. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức các đợt giám sát quản lý phòng chống sốt xuất huyết, điều tra chỉ số bò gầy, đánh giá nguy cơ bằng giải pháp can thiệp trước tình trạng các ca bệnh gia tăng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có hơn 630 ca sốt xuất huyết, trong đó thành phố Huế có 245 ca bệnh, tiếp đó là Nam Đông 90 ca, Quảng Điền 65 ca. Thành phố Huế phát hiện trên 240 ổ dịch nhỏ. Từ đầu tháng 11 năm 2023, bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng do thời tiết thất thường, nắng mưa xen kẽ, thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển và truyền bệnh, có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn ở diện rộng. Trung tâm Y tế thành phố Huế đã phun hóa chất chủ động, phun xử lý môi trường, bảo vệ cho trên 11.200 hộ gia đình. Huy động lực lượng tổ chức 3 đợt thao vẹt bò gầy ở 36 xã phường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức nhiều đoàn giám sát, kiểm tra thực tế tại các phường xã. Qua kiểm tra ngẫu nhiên các hộ dân, chỉ số bò gầy, chỉ số nhà có muỗi, chỉ số dụng cụ chứa nước có bò gầy trong tầm kiểm soát, nhưng với kiểu thời tiết như hiện nay, muỗi sốt xuất huyết sẽ phát triển nhanh nếu không chủ động ngăn ngừa từ sớm từ xa. Ngày 20 tháng 12, Công an huyện Phú Vang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Bảo Quốc, sinh năm 1987, trú tại xã Vân Thanh, huyện Phú Vang về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 12 tháng 12, Nguyễn Bảo Quốc đi xe buýt từ Vân Thanh đến bệnh viện huyện Phú Vang với mục đích tìm sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản để trộm cắp. Khi đến khoa nội thuộc bệnh viện huyện Phú Vang thì phát hiện một nạn nhân đang nằm ngủ trong phòng bệnh và để bên cạnh một chiếc điện thoại di động nên Quốc đã lấy trộm đem bán với số tiền 700.000 đồng. Tiếp đó ngày 13 tháng 12, Quốc tiếp tục đến khoa sản bệnh viện huyện Phú Vang thì phát hiện một phụ nữ nằm ngủ trong phòng bệnh, bên cạnh để một túi sắt, bên trong có 500.000 đồng và một điện thoại di động iPhone 11 Pro Max. Quốc đã ra tay để trộm rồi mang điện thoại đi bán với giá 2 triệu đồng. Số tiền trộm cắp được, Quốc dùng để sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Phú Vang nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Bảo Quốc. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông vừa phối hợp với Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải tennis từ thiện vì người nghèo huyện Nam Đông, tranh cúp Tôn Đông Á Đồng Hương Huế 2023 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia giải lần này có 100 vận động viên phong trào, trong đó có 12 vận động viên nữ đến từ các câu lạc bộ tennis tại Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh như câu lạc bộ Lâm Hoàng, Phong Điền, Quảng Điền, Huế, Phú Lộc. Nội dung thi đấu gồm đôi nam và đôi nam nữ. Giải tennis từ thiện huyện Nam Đông mở rộng tranh cúp Tôn Đông Á Đồng Hương Huế nhằm kêu gọi quyên góp cuộc vận động hỗ trợ vì người nghèo với chủ đề dinh dưỡng học đường và hỗ trợ nhà vệ sinh đạt chuẩn. Sau hơn 2 tháng, Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế đã kêu gọi được 1,4 tỷ đồng từ các doanh nhân, người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống làm việc tại các tỉnh miền Nam. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông cũng tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng từ mạnh thường quân, cán bộ, công nhân viên và người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đợt kêu gọi lần này, Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo ra sự gắn kết giữa những người con xa xứ hướng về quê hương, giúp người dân cải thiện cuộc sống, vươn lên, các em nhỏ đảm bảo dinh dưỡng, thể chất để học tập. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.